Xin chào mọi người. Rất lâu rồi thì mọi người mới quay trở lại với những vlog của Hoàng Yến. Và ngày hôm nay sẽ là một vlog mà gọi là sao ta? Sự trở lại của mình hả? Không, cũng không hẳn. Nói chung là ngày hôm nay là ngày mà Yến sẽ dọn đồ để về nhà ăn Tết với cả mẹ với cả em trai. Thì hôm nay Yến sẽ soạn một cái vali. Và đây là căn nhà mà Yến cũng mới có chuyển đến thôi, chứ cũng chưa có nhiều đồ lắm nhưng cũng nhiều đồ rồi. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào công việc dọn dẹp nhà cửa thôi. Yến cũng đã sắp xếp được một vài bộ quần áo rồi. Đây là hành trang về nhà mà ý là chưa có sắp xếp xong, còn đang thiếu một số những đồ linh tinh nữa, với cả ở ngoài còn có đồ ăn mang về cho mẹ nữa. Hello, xin chào tất cả mọi người, chúng tôi đang trên đường đi về nhà. Welcome home, I'm coming home. Yeah, chào các bạn. Tài aka Tiến bé xế. Đây là Chim Miao. Chim Miao chào mọi người đi. Con vẫn đang trong quá trình sợ hãi và trở về ngôi nhà với hai anh chó và Pika. Anh Luffy và chị Pika. Đấy, và bây giờ thì mình đang trên đường đi về quê ăn Tết. Quê. Rất là vui. Hôm nay là 28 Tết rồi. Mình đã dọn xong hết tất cả ở trên nhà và vác một cái vali với rất nhiều bộ quần áo từ mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5, mùng 6, mùng 7 để về nhà chơi. Lô, ngoài tôi sẽ chỉ cho các bạn làm thịt kho, trứng cút, cả làm dừa. Bao giờ chưa? Chưa. Đây là chưa làm bao giờ đúng không? Ok. Được. Các bạn xem tôi chặt thịt đây này. Thái thịt. Mẹ đúng khứa con dao sắc hẳn. Các bạn lần sau trước khi chặt thịt, các bạn nên khứa con dao. Đấy. Thử độ sắc của nó nha. Mình bỏ tay ra không đứt tay bây giờ. Rồi, sắc chưa? Quá sắc. Cũng không sắc lắm. Thế thì cho tay vào đây thử. Bây giờ là đến chuyên mục của mình. Mình sẽ được thấy mình bóc trứng. Cho hết rồi này, đây trong này có một cái gì này. Căng to vào đây đi. Xong tập quấn em đi. Muốn quấn em không? Xê. Là quấn tất cả này. Điên à? Chị bao giờ chị quấn em rồi mà? Tôi chỉ ăn chết tần đói. Đấy, Hoàng Yến Chibi vừa tự nhận ta chỉ ăn trực là giỏi. Rồi. Cái quả này nó bị bung cái lòng này ra rồi, phải ăn không thôi, tí nữa không chịu. Khi bóc trứng xong nên đi ngủ mất. Sao ra dáng chị đại, chị cả tôi ấy các bạn ạ. Chị bảo là chị bóc được lồi trứng xong rồi chị lên đi ngủ mất. Đấy, chị cả tôi ngày 28, 29 Tết các bạn ạ. 30 rồi đấy các bạn ạ. Đấy, chị ngủ phát đến mùng 1 luôn đấy các bạn. 29 về nhà mệt quá xong rồi ngủ phát hết cả ngày 29 luôn. Chị cả tôi đấy các bạn. Thế nên hôm nay ta phải đứng ở dưới này làm gì? Thế không phải à? Thôi rồi, cả năm đi làm cho ngày nghỉ. Cho một ngày nghỉ được. Hai mẹ con nói thế mà cũng không tin được. Lại bên nhau. Lại bên nhau bạn nhé. Dê đúng không? Con của mẹ cũng khác. Đấy. Thì rớt rồi. Con đùa. Đâu rồi, chuyên như thế nào nào? Làm thì không chuyên nhưng còn đổ đi chuyên nghiệp. Ngày cắm cơm 5-7 năm nay rồi nha. Đấy. Rửa lại. tiết mục massage thịt. Đây, các bạn phải massage cho thịt nó ngấm. Các bạn vỗ vỗ từng miếng thịt, đắp nó lên. Không? Đắp bằng tay trái cũng được. Đúng rồi. Làm ít, mọi người thì nhiều, mày có làm cái này đâu. Từ từ, muốn ngấm thịt rồi phải massage nó đều, búng từng miếng một, bạn hiểu không? Búng mình như tôi. Không, ta không hiểu. Làm nhanh lên. Tớ đang chỉ cho các bạn này. Nhưng mà thật sự ra đừng nên theo công thức của tớ. Ừ. Công thức của tớ chỉ có nhà tớ ăn được thôi. Các bạn hãy nhìn tôi. Học luôn á. Còn nghi lắm. Đấy, thế đổ ra đây đi. Đổ ra tay. Đó, tao chị xem nào. Được đấy. Tất cả. Xin chào mọi người đến với tiếp mục quấn em của Hoàng Yến. Thực ra đây là lần thứ 2, lần thứ 3 trong cuộc đời làm thôi chứ cũng chưa làm nhiều lắm nên đâm ra là nếu có sai sót thì mong quý vị khán giả thông cảm. Quần sau ở đây mọi người ơi. Đấy, đẹp chưa? Rồi. Trong ở ngoài thế thôi các bạn. Nhưng bên trong ngon lắm. Đừng tin những gì chị nói. Sau khi mà mình đã quật lên xong thì tiếp mục dán em sẽ là của mình. Về mình làm nữa. À. Ok. Rồi đào kìa đào, review đào. Là mình đào. Của rất thịt vết vết. Đây là hoa thật mà nhìn như hoa giả, hoa chỉ với cả cô Nguyệt ngồi. Xịn này à? Đây là hoa giả. Mà cô cháu bảo là sao cái màu nó sai đẹp thế? Bây giờ mấy cái cánh hoa nó mà rụng lúa úa như thế này nhìn nó giống hoa thật. Sau cho mẹ ra kêu đây là hoa thật. Nào hoa này hoa này. Lại là cúc tiếp. Nhà mình tăng cúc thôi. Đấy để ăn. Sao thế này? Đây là gì mẹ ơi? Táo đỏ. Ngày xưa Yến đã từng sang nhà và được thử làm hoa giả rất là khó. Đây luôn. Đây là lần kiểu này. Đây là hoa sống đời. Ok, đây là hoa sống đời. Ok, đây là dưới con review. Đấy, hỏi mẹ. Mẹ này là gì? Đọc đi à? Ừ. Ở đâu, ở đâu? Tôi đọc rồi. Đấy là mẹ tôi đã lừa chị tôi được một phố. Đây cũng là một hoa đẹp mà mẹ mình muốn mua về thôi chứ còn cũng không biết nó là hoa gì. Đây là hoa cúc. Hoa cúc. Đây là gì ta? Hoa giả, hoa khô. Hoa khô nha các bạn. Tối 30 Tết. Tối 30 Tết mẹ mặc cho ai ngắm vậy? Sao tâm trạng của em chuẩn bị bước qua ngày mùng 1 năm mới như thế nào? Rất là hồi hộp. Bập bùng như ngọn lửa này, các bạn có thể nhìn thấy. Để nó thổi tí cho nó rơi. Và đây là ra thời khắc giao thừa, tôi đã đi xong người ta xong rồi hỏi tiếng nữa rồi. Tôi đi xong các xuân gia đình tôi. Và bây giờ tôi đã bước ra ngoài cửa rồi. Chúc mừng năm mới các cô các chú. Yeah, tôi đã tới xong đất với gia đình. Nào, hãy cùng bóc lì xì nào. Đầu tiên chính là cô gái nhà tôi. Chào con lợn. Nào mày ốp đi. Rồi đợi xíu. Chúc mẹ năm nay là sẽ có thật nhiều sức khỏe này, bình an này, vạn sự như ý này. Và mong là năm nay là mẹ sẽ có được tình yêu này. Có thật là nhiều tiền để cho con làm MV. Ok. Rồi đây sang bên này. Đây. Nào bóc đi. Ừ, có 4 cái, còn em chỉ còn cùng tụi ai đâu để em phải đo lên. Đây. Rồi, ok. Rồi. Ôi, trộn lại. Mỏng quá các bạn ạ. Mỏng quá. Giờ giây phút gia đình mở. Mỏng quá các bạn. Bao nhiêu? Ôi. Kinh tế buồn nên năm nay là chỉ có 1 triệu thôi. Nào. Đây. Tôi cũng thế các bạn ạ. Ủa? Yeah. Thế là may lắm luôn đấy. Cái một cái có 500 nữa đấy. Vậy là năm nay nhà mình sẽ rất là vui luôn. Đây. Hay quá. Em quay. Anh à, đến lượt em tiến. Ôi, kinh chưa. Đấy, đến lượt em tiến á. Em Tiến này, mời mẹ bốc thăm, mời chị bốc thăm. Thôi đùa chứ đây, đây của chị một cái. Có tội là hơi. Mời mẹ. Đấy, biếu mẹ năm mới, chúc mẹ sức khỏe dồi dào, làm ăn tấn tới, gọi là gì nhỉ? Em ơi, năm nay được nhiều tiền. Đầu tư nhà đất là được 50k nữa. Đấy, thế là ổn rồi. Nhà đất là được 50k nữa. Sao thế? Mẹ bốc một nắm ra cho con hả? Mẹ bốc một nắm đi đây, con rút một nắm. Một đứa. Bây giờ cho con rút, một nắm. Con nhắm mắt vào rồi con rút. Đúng rồi. Đây là của chị Yến. Trời. Nhiều đấy hả? Yeah. Tất cả chỗ này là của thằng Tiến. Các bạn ơi, Ôi, năm nay mình dùng mình luôn. Các bạn ơi, thật sự. Cảm ơn mẹ. Chúc mẹ là năm nay sẽ năm nay mẹ gặt hái được nhiều quá. Nhiều niềm vui. Đây. Tiền. Sướng quá này, trời ơi. Yeah, và đây là sáng mùng 1 cuối cùng thì mình cũng đã dậy rồi, bây giờ là 8 rưỡi. Nhưng mà bạn này vẫn chưa dậy. Chim Miao, con ngủ từ đêm 30 đến sáng mùng 1 tụi con dậy xíu đi. Chim Miao. Không có việc lại mọi người ạ. Và bây giờ chắc là Yến sẽ bắt đầu đánh răng rửa mặt rồi. Hôm nay sẽ tự make up sau rất là nhiều tháng ngày chưa make up. Hôm nay sẽ quay lại cái quá trình make up của mình ngày mùng 1. Mùng 1 make up cả năm sẽ chăm chỉ make up. Ok, đi thôi. Rất là lâu rồi mình không có tự make up ra đường, bởi vì nếu mà chỉ có đi cà phê mặc một bộ quần áo xong chụp hình mình cũng cần người make up nữa mọi người ạ. Và ngày hôm nay thì sẽ là một buổi make up rất là đơn giản thôi, bởi vì mình không phải là người biết kẻ lông mày. Cái thôi bây giờ sẽ bắt đầu một bài và bắt đầu. Rồi xong thì mình sẽ sử dụng serum. Và mình cũng lười lắm, hôm nay mình bảo là ngày đầu năm nên là mình phải make up để cho cả năm mình có thể chăm chỉ được ít ra như vậy. Sau khi khô xong thì mình sẽ bôi kem đánh da và sau đó thì sẽ đánh cushion. Mình mới sẽ tạo một cái cushion rất là ưng ý luôn. Mọi người thấy đây là con người make up không chuyên nghiệp nên là có khi sai sót thì mọi người cũng cả. Một chút mình cũng về hộ và mình quên mất mình không mang mấy cái cọ trang điểm hay là cái gì luôn, nên là phải dùng tất cả mọi thứ bằng tay. Mình quên mất mình không mang bằng mắt rồi nên là chỉ có mình với màu cam với hồng má này để đánh mắt thôi. Đây. Mình có cái thỏi son này là của Văn Phê tặng, có khắc con kia ở trên này rất là đẹp luôn. Đúng là đánh cái son mà nó khác hẳn con người. Trời ơi, thật sự đẹp quá, xinh quá. Cảm ơn bạn nha. Ok, bây giờ mình sẽ đi thay quần áo. Đây nhá, để con quay. Làm ăn tấn tới, phát đạt, mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc với cô Hà. Yeah, chuẩn. Đấy, mày quay cho con để con nhận phần. Cảm ơn mạnh khỏe đúng không? Dạ vâng, con cảm ơn chú. Thì nhân dịp năm mới là con cũng xin chúc chú và gia đình là vạn sự như ý và sức khỏe dồi dào. Mọi việc là đều hành thông. Chúc năm mới chú. Quay. Năm nay phải nói cái gì chứ? Nói gì? Đầu tư mấy cái nhà. Mấy nhà nữa. Một nhà. Quá tuyệt vời. Chỉ cần một nhà thôi. Rồi. Nhà quận nhất. Nhà quận nhất. Nhà quận nhất. Tính rồi, tính rồi. Rồi, quá tuyệt vời. Đấy, 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 đấy. Năm nay à, rất là đỏ. Con ai gì đấy? Con học bị bỏng chứ à? Không, bỏng tay rồi. Không, nó giật ra, nóng lắm giật ra. Nóng lắm giật.